Đầu tiên là những ghi nhận tại thành phố Vũng Tàu. Thưa quý vị, gần 900 cán bộ chủ chốt hưu trí của thành phố Vũng Tàu tham gia hội nghị thông tin thời sự, tình hình trong nước và thế giới 6 tháng cuối năm 2022. Hội nghị do Thành ủy Vũng Tàu tổ chức theo hình thức trực tiếp và trực tuyến từ điểm cầu thành phố đến các xã phường. Đội ngũ cán bộ chủ chốt và hưu trí thành phố Vũng Tàu được Trung tá Tiến sĩ Lê Hoàng Việt Lâm, Đại học An ninh Nhân dân thông tin về những nội dung trọng tâm của hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13, kết quả chuyến thăm chính thức Trung Quốc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và những nội dung liên quan đến Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 20 Đảng Cộng sản Trung Quốc. Những thông tin được cung cấp tại hội nghị đã giúp đội ngũ cán bộ chủ chốt hưu trí của thành phố nắm bắt kịp thời chủ trương, đường lối đối ngoại của Đảng, Nhà nước, từ đó có định hướng đúng đắn trong công tác thông tin tuyên truyền tại cơ sở, góp phần giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế xã hội của thành phố.